Rồi, hello mấy fan nha. Thì hôm nay mình chia sẻ cái thông tin để mấy anh em chuẩn bị mua xe hoặc là chưa từng tiếp xúc về xe ha, nắm cái về cái phần kính xe. Cái thông tin kính xe để mà khi mua xe có thể nhìn sơ qua để biết xe đã hai kính hay chưa ha. Thì này xe mình là kính kính lái nè, hiện này là xe kính lái nó còn riêng chính hãng riêng em ha. Còn cái này là E11 là tiêu chuẩn châu Âu. Còn chấm chấm 6 chấm chấm là năm sản xuất của cái kính lái này nha. Thì mình chỉ quan tâm về cái năm sản xuất với cái chính hãng hay không chỗ này thôi. Còn mấy số quá trời này cái này mình khỏi cần phải quan tâm biết làm khỉ gì. Thể này liên quan tới kỹ thuật thông tin tùm lum tà lá mình không có cần hiểu làm gì, trừ khi mình muốn tìm chuyên sâu thì coi như xe mình sản xuất 2006 mà cái kiến cũng là 2006 thì coi như là kiến kiến zin ha. Nếu mà kiến sản xuất 2007 08 gì trở lên nó hơn cái đời xe của mình đó là kiến đã thay rồi vậy thôi. Rồi còn này là thông tin kính cánh chữ A của xe mình ha. Chỗ này ngay kính hậu cho nên là hơi bị khó xem. Nó là nó cũng có chữ GM ha. Đó, chữ GM. Rồi ở đây là cũng chấm chấm 6 chấm chấm là cũng sản xuất năm 2006 luôn ha. Cũng E11 là giống như kính lái luôn, vậy là kính này cũng là zin luôn. Rồi đây là thông tin của kính bên phụ, kính tài bên phụ nha. Đó cũng chữ GM đắt. Rồi cũng năm 2006. Là thông tin nó cũng giống y như kính lái hết, nghĩa là ok ha. Rồi phía sau này là rồi giờ mình view thông tin kính sau bên phụ nha. Đây GM đắt. Này chú ý chỗ này nha. Đó. Cũng 06. 2006. Vậy là giống y với mấy kính kia luôn ha. Rồi giờ mình xem thông tin của kính kính cửa hậu nha. Kính cấp hậu. Đó. Cũng như em. Chấm chấm 6. Coi như thông tin cũng giống như mấy anh kia cũng nghe 11 ha. Còn 70% này là tầm nhìn nha. Kệ bà nó, mình cũng cần quan tâm tới mấy anh kia. Mình coi xe chủ yếu là cái năm sản xuất này được rồi, với cái hương hiệu. Rồi tiếp theo là cái thông tin của cái kính sau bên tài. Thì nó nhìn vô là thấy nó khác mấy cái kia rồi đó. Đó, nó không có chữ ghi em đát ha. Phải hương hiệu cũng là quá. Rồi ở đây là có ba gạch với một xẹt 18. Là này sản xuất năm 2018 nha. Cái kiến này sản xuất 2018. Vậy là cái kiến này kiến riêng nó 7 rồi. Và hai kiến mới. Rồi ở kiến của bên tài kiến bên tài mấy nét khó quá. Rồi kiến bên tài cũng vậy nha, cũng giống cái kiến phụ bên tài luôn. Vậy là có thể xe này xe cũ nó qua vẹt nguyên cái gạt bên tài này, hai cái
kiến mới hết. Cũng là kiến lâu. Mà kiến chữ A chỗ kiến hậu bên tài thì vẫn còn riêng. Kiến chữ A ngay kiến hậu thì còn còn riêng nha. Đó, đi em đạt. Rồi kiến chữ A nha, kiến chữ A chào kiến hậu bên tài. Rồi vẫn còn riêng ha, chữ đi em đạt này không sao. Rồi ok ha. Rồi vậy là khi mà đi coi xe cũ thì mấy fan chú ý mấy cái kiến ha. Kiến thì cánh kiến nào giống y kiến đó hết thì xe còn rin. Còn kiến mà thay giống như xe mình thay hai cái kiến bên tài về này rồi á thì có thể là qua quẹt nhẹ chỗ này qua. Nhưng nó bể bể kiến. Vậy là người ta đã thay kiến mới rồi. Rồi ha. Còn mấy anh em nào mua xe rồi thì giặt ra coi thử đi nha.